Liên quan đến vụ cô giáo xin hỗ trợ cái laptop, chiều 19 tháng 10, ông Võ Cao Long, trưởng phòng giáo dục và đào tạo quận Nhất cho biết, Ban giám hiệu trường tiểu học Trương Dương đã có quyết định kỷ luật cô giáo Trương Phương Hạnh, chủ nhiệm lớp 43, bằng hình thức cảnh cáo, đồng thời bố trí giáo viên này phụ trách công tác giáo vụ từ ngày 21 tháng 10 năm 2024 đến hết năm học 2024-2025. Trước đó, trường tiểu học Trương Dương đã tạm đình chỉ công tác 15 ngày đối với cô Trương Phương Hạnh và cử cô Đinh Thị Kim Thoa, phó hiệu trưởng, phụ trách việc giảng dạy lớp 43. Lãnh đạo phòng giáo dục đào tạo quận Nhất cũng thông tin, tới đây, phòng sẽ phân công nhân sự theo dõi, chia sẻ, nắm bắt thông tin của các cơ sở giáo dục trên địa bàn để kịp thời tháo gỡ các vướng mắc, khó khăn cũng như xử lý các vấn đề phát sinh. Trước đó, như báo Thanh Niên đưa tin, theo phản ánh của các phụ huynh lớp 43, trường tiểu học Trương Dương, quận Nhất, thành phố Hồ Chí Minh, vào ngày họp phụ huynh hôm 14 tháng 9, cô giáo viên chủ nhiệm lớp có xin lớp hỗ trợ cô một laptop trị giá 4 đến 5 triệu, một máy in tài liệu và mỗi tháng 300.000 đồng hỗ trợ cho cô bảo mẫu. Sau đó, cô chủ nhiệm quyết định chọn mua máy có giá 11 triệu đồng, trong đó phụ huynh hỗ trợ 6 triệu đồng, cô bù thêm 5 triệu và đây sẽ là máy tính cá nhân của cô. Điều này khiến các phụ huynh bức xúc và gây xôn xao mạng xã hội. Sau vụ việc, cô Hạnh đã lên tiếng xin lỗi, nhận sai vì vận động phụ huynh trang bị laptop và giữ tiền quỹ lớp, đồng thời nhắn tin gây hiểu nhầm cho tập thể phụ huynh. Theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, nhà trường giáo viên không được vận động tài trợ để chi trả thù lao hoặc các khoản liên quan trực tiếp cho giáo viên, nhân viên trường học. Kinh phí hoạt động của ban đại diện cha mẹ học sinh do ban quản lý sử dụng và chỉ phục vụ các hoạt động trực tiếp của phụ huynh. Thưa quý vị, một cảnh báo rất quan trọng đang được Trung tâm Ứng cứu Khẩn cấp Không gian mạng Việt Nam VNCRTCC thuộc Cục An toàn Thông tin, Bộ Thông tin Truyền thông đưa ra về một chiến dịch lừa đảo tinh vi đang diễn ra trên toàn cầu. Chiến dịch này lợi dụng trí tuệ nhân tạo tức AI và công nghệ mạo danh để đánh cắp thông tin đăng nhập Gmail của người dùng. Theo đó, kẻ lừa đảo gửi email giả mạo từ Google yêu cầu người dùng thực hiện quy trình khôi phục tài khoản. Email chứa đường dẫn đến một website giả có giao diện giống trang đăng nhập Gmail, được thiết kế để đánh cắp thông tin đăng nhập. Khoảng 40 phút sau khi nhận email giả mạo, người dùng tiếp tục nhận được cuộc gọi giả mạo tự nhận nhân viên hỗ trợ Google và thông báo có hoạt động bất thường trong tài khoản Gmail của nạn nhân. Kẻ lừa đảo còn dùng giọng nói AI và phần mềm giả mạo số điện thoại để tăng tính thuyết phục. Trong cuộc gọi, giọng AI phát âm chính xác, tạo cảm giác như là nhân viên thật. Kẻ lừa đảo sử dụng phần mềm giả mạo số điện thoại để khiến cuộc gọi trông như đến từ Google nhằm làm cho nạn nhân mất cảnh giác. Đáng chú ý, email xác nhận mà bên lừa đảo gửi đến nạn nhân trông rất giống với email thật từ Google. Tuy nhiên, khi kiểm tra kỹ địa chỉ email, nạn nhân có thể phát hiện ra sự bất thường ở tên miền, từ đó nhận ra sự giả mạo. Thưa quý vị, kẻ lừa đảo có thể đánh cắp thông tin đăng nhập Gmail của nạn nhân và sử dụng thông tin này để truy cập vào các dữ liệu cá nhân hoặc thực hiện các cuộc lừa đảo khác. Điều này gây nguy cơ lớn cho người dùng Gmail trên toàn cầu, đặc biệt là những người không cảnh giác. Trung tâm VNCRTCC khuyến nghị người dùng, quản trị viên cần cảnh giác với những cuộc gọi từ số điện thoại dường như là của Google, luôn kiểm tra kỹ địa chỉ email của người gửi. Nếu nghi ngờ, không nên cung cấp thông tin nhạy cảm qua điện thoại hoặc email. Ngày 18 tháng 10 năm 2024, nguồn tin của báo Thanh Niên cho biết, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng Trần Hồng Thái vừa ký văn bản gửi Sở Xây dựng, Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Lạt về việc rà soát nội dung điều chỉnh quy hoạch chi tiết và thiết kế đô thị khu vực trung tâm Hòa Bình, khu vực lân cận thắng cảnh Hồ Xuân Hương, thành phố Đà Lạt. Theo đó, Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng giao Sở Xây dựng chủ trì phối hợp Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Lạt rà soát cụ thể quy hoạch chi tiết và thiết kế đô thị trung tâm Hòa Bình đã được phê duyệt, tham mưu Ủy ban Nhân dân tỉnh xem xét trước ngày 1 tháng 11, kèm theo hồ sơ, bản vẽ đề xuất, để báo cáo Ban Cán sự Đảng Ủy ban Nhân dân tỉnh xin ý kiến thường trực và Ban Thường vụ tỉnh ủy. Tỉnh Lâm Đồng cũng lưu ý các đề xuất thực hiện theo hướng giữ nguyên quy mô và kiến trúc công trình biệt thự hiện hữu, tư dinh tỉnh trưởng cũ thuộc biệt thự nhóm 2, bố trí xen công trình xây dựng mới với tầng cao tối đa 5 tầng, tính từ cốt nền hiện trạng của biệt thự, mật độ xây dựng nhỏ hơn hoặc bằng 70%, tính trên diện tích khu đất, bao gồm cả biệt thự hiện hữu và công trình xây dựng xen kề mới, và đề nghị Hội đồng Kiến trúc Quy hoạch tỉnh xem xét phương án kiến trúc cụ thể trước khi báo cáo Ủy ban Nhân dân tỉnh xem xét.
liên quan đến khu vực trung tâm Hòa Bình đối với khu vực trung tâm thương mại Ánh Sáng, Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng giao Ủy ban nhân dân thành phố Đà Lạt tiếp tục phối hợp hướng dẫn công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên đất Đà Lạt nghiên cứu điều chỉnh quy hoạch với chỉ tiêu quy hoạch kiến trúc phù hợp với định hướng đồ án điều chỉnh tổng thể quy hoạch chung thành phố Đà Lạt và vùng phụ cận đến năm 2045, tạo lập khu đi bộ và không gian thương mại từ các khu vực trung tâm Hòa Bình, quảng trường Lâm Viên kết hợp hỗ trợ khu vực trung tâm Hòa Bình nhằm hình thành một trung tâm thương mại năng động và sầm uất cùng với khu vực đi bộ gắn kết với các không gian cây xanh, cảnh quan mặt nước. Với công viên Trần Quốc Toản tập trung rà soát, khảo sát hiện trạng đối chiếu với thiết kế đô thị cảnh quan quanh hồ Xuân Hương, tham mưu đề xuất phương án, giải pháp khả thi để khai thác hiệu quả, hài hòa với cảnh quan quanh hồ Xuân Hương và tuân thủ quy định pháp luật. Với khu dân cư và công viên Ánh Sáng, tập trung rà soát, khảo sát lại đối với quy hoạch chi tiết được duyệt, tham mưu đề xuất phương án, giải pháp để khai thác hiệu quả, phù hợp, khả thi cho việc thu hút, kêu gọi đầu tư. Các nội dung tỉnh giao Ủy ban nhân dân thành phố Đà Lạt phải báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh trước ngày 15 tháng 11. Trước đó, như báo Thanh Niên thông tin, câu chuyện quy hoạch khu trung tâm Hòa Bình và các phương án kiến trúc ở đồi Dinh Tỉnh Trưởng cũ tại Đà Lạt đã gây nhiều ý kiến trái chiều trong mấy năm qua và Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng đã giao cơ quan chuyên môn rà soát, nghiên cứu phương án giữ lại quỹ đất tư dinh tỉnh trưởng cũ, đồng thời đề xuất quy hoạch sử dụng vào mục đích công cộng, phục vụ nhân dân gắn với bảo tồn công trình hiện trạng, phát triển không gian mở, không gian cây xanh cho khu vực trung tâm. Đến nay, ngoài Sở Giao thông Vận tải thì Thành phố Hồ Chí Minh còn có 4 quận triển khai thu phí gồm quận 1, quận 3, quận 10, quận 12. Số phí thu được đến nay khoảng gần 4,8 tỷ đồng. Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện thu phí phát sinh nhiều khó khăn vướng mắc. Mới đây tại cuộc họp báo cung cấp thông tin các vấn đề kinh tế xã hội trên địa bàn thành phố vào ngày 17 tháng 10 năm 2024, đại diện Sở Giao thông Vận tải Thành phố Hồ Chí Minh đã nêu lên một số những vướng mắc tồn tại về hiện trạng lòng đường, hè phố, tâm lý thói quen của người dân, đơn vị quản lý, bộ máy tổ chức thực hiện. Cụ thể, theo ông Hoàng Phúc Dũng, Phó trưởng Phòng Khai thác Quản lý Hạ tầng Giao thông Đường bộ thuộc Sở Giao thông Vận tải TP.HCM cho biết, một bộ phận không nhỏ người dân vẫn duy trì tâm lý thói quen, xem hè phố lòng đường trước nhà thuộc quyền quản lý định đoạt của bản thân. Một số đơn vị quản lý còn chậm trễ trong triển khai thu phí, quản lý lòng đường, hè phố. Hiện trạng lòng đường, hè phố còn nhiều bất cập, bề rộng, hẹp, bố trí nhiều công trình hiện hữu, công tác bảo trì chưa được quan tâm, xử lý kịp thời, đồng thời là cái nguồn kinh phí cho công tác bảo trì của thành phố vẫn còn hạn chế. Qua quá trình thực hiện trong giai đoạn đầu, các đơn vị đã phối hợp và rà soát, xác định các vướng mắc, khó khăn trong việc quản lý, thu phí tạm thời một phần lòng đường, vỉa hè, để từ đó có thể đề xuất các giải pháp phù hợp với tình hình thực tế. Bên cạnh đó, Sở Giao thông Vận tải cũng đang từng bước tác động, điều chỉnh nhận thức, hình thành thói quen, hành vi tích cực của nhiều tổ chức cá nhân liên quan đến việc sử dụng lòng đường hè phố theo đúng quy định, góp phần đảm bảo trật tự an toàn giao thông, mỹ quan đô thị và vệ sinh môi trường cho toàn thành phố.